Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 là thời điểm rạp phim nhộn nhịp đón tác phẩm mới. Nhiều nhà làm phim canh kỳ nghỉ dài ngày, tung phim ra rạp để đảm bảo doanh thu. Dịp 30 tháng 4, con nhót mót chồng của Thu Trang và Tiến Luật đụng độ với Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh của Lý Hải. Chia sẻ với Tiền Phong, nhà sản xuất diễn viên Thu Trang cho biết không ngại ngần khi hai phim ra rạp cùng một thời điểm bởi nhu cầu giải trí của khán giả dịp lễ rất lớn. Các nhà làm phim có thể cùng dắt tay nhau về đích và đạt doanh thu tốt. Hai phim Việt sắp ra rạp hứa hẹn ăn khách. Con nhót mót chồng về đề tài gia đình tạo cảm giác dễ chịu nhờ kịch bản nhẹ nhàng, hài hước vừa đủ. Phim của Lý Hải nhiều tình tiết giật gân, chú trọng yếu tố hành động cho nên cũng là lựa chọn được khán giả cân nhắc khi ra rạp dịp nghỉ lễ. Một số phim nước ngoài đang có doanh thu khá ổn ở rạp Việt có thể kể đến như Anh Em Super Mario, Đầu Gấu Đụng Đầu Đất, Khắc Tinh Của Quỷ. Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề Cương Văn Hóa Việt Nam và 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thu hút sự quan tâm lớn. Tuần phim kéo dài từ 24 đến ngày 27 tháng 4 tại rạp chiếu phim điện ảnh Quân đội Nhân dân, 8 tác phẩm tài liệu điện ảnh như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Sống Và Kể Lại, Còn Lại Với Thời Gian có chủ đề văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, triển lãm đa dạng văn hóa Việt Nam 2023 mở cửa miễn phí đón du khách. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đến từ cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 do UNESCO phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức. Triển lãm kéo dài đến ngày 3 tháng 6 năm 2023 tại phòng triển lãm nghệ thuật phố đi bộ Phan Đình Long Biên, Hà Nội.